mừng tất cả anh em đã quay trở lại với kênh channel của An Khang Computer. Và hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho các bạn một siêu phẩm đến từ Asus, bằng laptop gaming. Đấy, để xem nó như nào nhé. Let's go. Chào anh em, và trước mặt tôi đây đang là chiếc laptop gaming được ra mắt hồi tháng 4 vừa qua của Asus. Đó là chiếc FX504. Thực sự mà nói thì trước giờ dòng FX tôi dùng duy nhất là của Casio, dòng FX570 rồi các thứ rồi cấp 3 ấy. Chứ tôi không nghĩ là Asus cũng đã có một dòng FX cho riêng mình. Thì có lẽ là dòng FX504 này chính là chiếc laptop dòng được nâng cấp lên từ chiếc FX503 đến từ Asus. Và có lẽ đây sẽ là một phiên bản hoàn hảo hơn, với một hiệu năng tốt hơn và với cả thiết kế bề ngoài một cách đẹp hơn nữa. Và hãy cùng tôi đi tìm xem, hiểu xem là bề ngoài của chiếc laptop này thì có gì đặc biệt. Nhìn chung thì vẻ bề ngoài của Asus FX504 không có quá nhiều khác biệt so với FX503 ngày xưa, khi mà phía mặt trước vẫn là một thiết kế với cái khung viền giống như vậy. Chỉ có khác với đó là có nhiều cái nét gồ ghề hơn, tạo nên được một cái chất rất là mạnh mẽ và nam tính đến từ chiếc laptop Asus gaming này. Và ở đây thì chúng ta, phiên bản tôi đang cầm đang là một phiên bản có họa tiết ở đằng trước và có cả họa tiết đến từ bên trong chỗ để tay này. Và phiên bản này thì cũng không khác quá nhiều với FX503 khi mà nó vẫn được làm bằng nhựa giả nhôm. Và nó có 3 phiên bản bằng nhựa, đó là có họa tiết ở phía trước và có họa tiết ở chỗ tì tay, và một phiên bản nữa tôi đang dùng ở đây, đó là phiên bản mà có họa tiết cả đằng trước và chỗ tì tay. Thêm một chút nữa thì cái viền màn hình này cũng được Asus làm lại một cách khá là tỉ mẩn, khi mà tôi đã nhìn thấy được một cái bo màu đỏ chạy xung quanh màn hình cách rất là rõ nét. Ở đằng sau này các bạn có thể nhìn thấy được cái quạt tản vi nhiệt của Asus được thiết kế ở đằng sau và thiên về phía hai cánh, làm cho chúng ta có một cảm giác đây giống như kiểu một chiếc siêu xe. Trải nghiệm một chút về bàn phím thì đây là một cái bàn phím mà theo tôi đánh giá là ấn cũng khá là mềm tay và khá là thích. Nhưng có một điểm đặc biệt, đó là với cái phân khúc giá tầm trung và tầm, có lẽ nói là cũng không đến mức độ là quá đắt như này, thì chúng ta vẫn luôn luôn cảm thấy được cái độ không chắc chắn đến từ cả bàn phím và màn hình, khi mà với cái lực ấn không đến mức quá mạnh, nhưng tôi có thể nhìn thấy được đó là cái màn hình, cái mặt bàn phím nó đã hơi bị lõm xuống, và cả cái màn hình nữa. Có lẽ là cái thiết kế màn hình này vẫn quá là hơi lỏng lẻo cho một chiếc laptop mà có trị giá cũng không phải là thấp như này. Khi mà các bạn có thể nhìn thấy khi mà tôi để laptop ở đây, nó sẽ rất là rung. Nhưng các bạn cũng không phải quá phải lo khi mà bản thân đây là một chiếc laptop dành cho game thủ. Và có lẽ là chúng ta cũng có ít người thôi lựa chọn dùng cái bàn phím của laptop này. Và kể cả có dùng thì các bạn yên tâm, khi mà cái laptop này khi để chơi game thì chúng ta thường là vắt kiệt công suất cũng như là hiệu suất làm việc của chiếc laptop. Và cái việc mà máy nóng đôi lúc nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến cái việc mà bạn bấm phím. Nhưng ở đây tôi cảm thấy một cách rất rõ ràng, khi mà tất cả những cái nút bấm ở phía bên tay trái, những cái nút mà các game thủ chúng ta dùng rất nhiều, thì tản nhiệt được làm rất tốt. Và hầu hết những cái việc nóng máy thì nó đến từ những cái nút ấn ở phía bên tay phải này. Và thực sự điều đấy cũng không làm ảnh hưởng quá nhiều đến cái việc các bạn chơi game ở trên con laptop này. Và việc thiết kế rất là đẹp mắt thì FX504 còn gây ấn tượng cực mạnh với tôi. Bằng cái đó chính là cái màn hình của FX504 là một màn hình cực kỳ nét và đẹp, với tấm nền IPS Full HD và 15.6 inch. Cân nặng của FX504 cũng chỉ đơn giản là 2.2 kg. Và cái điều đó thì các bạn có thể dễ dàng là xách đi học, bỏ vào cặp hay mang đi bất kỳ đâu một cách khá là tiện lợi. Và cấu hình của FX504 thì có hai dòng, đó là FX504GD và FX504GE. Với phiên bản GD thì chúng ta sẽ được trang bị một chiếc cảm màn hình GTX 1050 4GB. Còn phiên bản GE thì chúng ta có một chiếc cảm màn hình tốt hơn, đó là chiếc cảm màn hình 1050 Ti 4GB. Và tất cả các dòng laptop 504 thì được sử dụng chip Intel Core i7-8750H và RAM được trang bị đó là 8GB. Cùng với cặp màn hình với phiên bản GD và GE thì đã khác nhau. Ok, và chúng ta sẽ cùng đi vào test xem với cái cấu hình mạnh mẽ như này thì em FX504 sẽ làm được gì với cái dòng game cực kỳ đình đám tại thời điểm này, đó là Battleground PUBG.
Và một kiến nghị trước cho các bạn đó là khi chơi game thì tốt nhất là nên cắm sạc vào, vì với cái việc cấu hình như này thì cái điện tích nó ngốn cũng khá là nhiều, và tốt nhất là không nên để pin chạy quá mức cần thiết như vậy. Và khi cắm sạc thì tôi nhận ra là tất cả các giắc cắm của FX504 đều nằm ở phía bên tay trái, và hầu như ở phía bên tay phải chúng ta không có một cái giắc cắm nào hết. Chúng ta có 3 cổng các USB ở đây, với 2 cổng 3.0 và 1 cổng 2.5, cùng với đó là một đầu HDMI và một đầu dây mạng và một đầu dây sạc nữa. Và chúng ta sẽ cùng vào test xem là với PUBG, một dòng game rất muốn cấu hình, thì FX504 sẽ xử lý ra sao. Tôi sẽ để mức setting đó là medium. Như vậy là với mức setting medium thì khi load game nó vẫn đạt được đến trên 60 fps, và khi vào game rồi thì dao động từ khoảng 40 cho đến hơn 50 fps với mức setting medium. Vậy thì với các bạn mà muốn trải nghiệm cái độ rõ ràng của hình ảnh thì có thể để mức medium. Và với PUBG mà FX504 còn làm tốt như vậy thì tôi nghĩ có lẽ với tất cả các dòng game online hiện nay thì không phải là một điều gì làm khó với FX504 cả. Và có lẽ đây sẽ là một chiếc laptop mà chơi game cực kỳ ổn tại thời điểm bây giờ. Như vậy là chúng ta đã test xong được khả năng chơi game của em laptop FX504 này. Và chúng ta có thể nhận ra được rằng là với FX504 chúng ta không cần e ngại bất kỳ một dòng game online nào. Và với 4 phiên bản đang được game biết giá ở trên An Khang với mức giá dao động từ 22 cho đến 26 triệu thì các bạn có thể nhận được một chiếc laptop với cấu hình khủng, màn hình cực kỳ đẹp và thiết kế rất bắt mắt. Vậy thì còn chần chừ gì nữa mà không đến với chúng tôi để có thể sở hữu được một em laptop rất đẹp, rất ngon và rất đáng đồng tiền bát gạo như này. Chào các bạn và chúc các bạn có được những sự lựa chọn tốt cho riêng mình. Nhớ like và subscribe cho chúng tôi nhé.